chị giòn lắm rồi. À, anh em khi xem được kênh của mình thì anh em rút đăng ký nhé, thì mình luôn luôn chia sẻ những video ẩm thực của Lạng Sơn, đặc biệt là món thịt táo quay, luôn luôn cập nhật tình hình cho anh em xem để anh em xem được là sướng con mắt, những người nhậu là anh em xem sướng con mắt và thích ăn thì anh em lên đây ăn được thích luôn. Xoa bơ cái nhanh lên.